Hello, xin chào tất cả bạn. Hôm nay mình tiếp tục series game bán tăng. Sau này ví dụ mình có con thì mình hỏi nó nhà thằng nào, em con được con đó. Hỏi người yêu hay là bạn trai ấy. Anh có đánh bóng không? Nó đánh bóng với tôi. Phát số con ạ. Nhanh. Anh có đánh bóng hay không? Bầu nó còn giảm cân. Còn bao nhiêu cân?
Win. Các bạn xem video, cho bắn tăng nhé.